Ngày 7 tháng 7, tình trạng tập trung đông người đã xuất hiện tại điểm thi sau khi kết thúc môn thi ngữ văn. Cụ thể, ghi nhận tại điểm thi trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thí sinh tập trung khá đông trước điểm thi, khiến giao thông bị ùn ứ. Tình hình càng trở nên khó kiểm soát khi một số thí sinh gom lại thành nhóm hỏi han, trao đổi về đề thi và kết quả làm bài ngay tại cổng trường. Số thí sinh khác thì đứng thành cụm chờ phụ huynh đến đón về. Điều ngạc nhiên là một số thầy cô phụ huynh lại đứng xếp thành hai hàng tại lối ra của thí sinh, khiến các thí sinh phải chen chúc nhau ở lối ra cổng phụ, khoảng 1,5m, cổng chính không mở. Sau nhiều nỗ lực giải tán của các lực lượng tại điểm thi, khoảng 30 phút kể từ khi thí sinh ra khỏi phòng thi, thì tình hình mới được ổn định trở lại.